Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah của Liban leo thang nhanh chóng trong vài ngày qua. Với thương vong dân thường lớn, Bộ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đêm qua phải tiến hành thêm một cuộc họp khẩn. Đề xuất ngừng bắn 21 ngày đã được đưa ra nhằm mở ra cánh cửa đối thoại cho hai bên. Cụ thể ra sao, mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an dạng sáng nay theo giờ Việt Nam đã đưa ra lời kêu gọi ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah khi Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel tuyên bố một cuộc đổ bộ vào Liban là có thể. Địa ngục đang mở ra ở Liban. Tôi khẩn cầu Hội đồng Bảo an cùng hành động để giúp dập tắt ngọn lửa đang cháy. Các bên xung đột phải ngay lập tức trở lại lệnh ngừng bắn và tái thực hiện đầy đủ các nghị quyết 1559 và 1701. Dân thường phải được bảo vệ, luật pháp quốc tế phải được tôn trọng Đối với tất cả các bên, chúng ta hãy cùng nhau lên tiếng rõ ràng, hãy ngừng giết chóc và phá hủy, giảm bớt lời đe dọa, lùi lại khỏi bờ vực, phải tránh một cuộc chiến tranh toàn diện bằng mọi giá, chắc chắn đó sẽ là một thảm họa toàn diện. Liban, Israel và thế giới không thể để Liban trở thành một Gaza khác. Theo người đứng đầu Liên Hợp Quốc, đường danh giới xanh biên giới israel và liban đã chứng kiến căng thẳng trong nhiều năm qua nhưng một năm trở lại đây kể từ khi xung đột gaza nổ ra giao tranh giữa israel và nhóm vũ trang hezbollah của liban đã mở rộng về phạm vi mức độ và cường độ hàng trăm người thiệt mạng hàng nghìn người bị thương ở liban trong vài ngày qua đang là đỉnh điểm của sự leo thang Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Good cũng nhấn mạnh vào những vi phạm của nhóm vũ trang Hezbollah đối với Nghị quyết 1559 về việc tích lũy vũ khí, Nghị quyết 1701 về sự giao tranh xuyên biên giới kể từ tháng 10 năm 2023 đến nay. Đại diện của Mỹ cảnh báo một cuộc xung đột toàn diện có thể xảy ra nếu các bên không chấp nhận đề xuất ngừng bắn để đối thoại. Tại cuộc họp, Pháp và Mỹ đã công bố đề xuất ngừng bắn 21 ngày được nêu ra ngay sau khi hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron tại Liên Hợp Quốc đề xuất ngay lập tức được các nước Liên minh châu Âu và một số nước Ả Rập ủng hộ. Ngoại trưởng Pháp Jean Nobel Barros cho biết, chiến tranh không phải là điều không thể tránh khỏi, một giải pháp ngoại giao thực sự có thể được thực hiện. Trong những ngày gần đây, chúng tôi đã làm việc với các đối tác Mỹ của mình về đề xuất ngừng bắn tạm thời trong 21 ngày để cho phép đàm phán. Đề xuất sẽ sớm được công bố chi tiết và chúng tôi tin tưởng rằng cả hai bên sẽ chấp nhận mà không chậm trễ để bảo vệ dân thường và cho phép các cuộc đàm phán ngoại giao bắt đầu. Thủ tướng Lý Bằng Najib Mikati, dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an đã ủng hộ các nỗ lực của Pháp và Mỹ về ngừng bắn ở Liban. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon cũng hoan nghênh các nỗ lực ngoại giao quốc tế nhằm giúp giải quyết căng thẳng giữa Israel và nhóm Hezbollah, khẳng định nước này cũng đang ưu tiên giải pháp ngoại giao, nhưng đồng thời cảnh báo về các bước đi tiếp theo của nước này một khi giải pháp ngoại giao thất bại. Quan điểm của chúng tôi trong vấn đề Liên bang luôn rất rõ ràng. Chúng tôi muốn có một giải pháp ngoại giao. Chúng tôi hoàn toàn tập trung vào việc đạt được các mục tiêu của mình. Đó là đưa người tị nạn ở phía Bắc trong chính đất nước của họ được về nhà. Chúng tôi cũng có mọi khả năng và phương tiện để đạt được mục tiêu này. Nếu ngoại giao không thể đưa cư dân của chúng tôi trở về nhà, thì chúng tôi sẽ sử dụng mọi phương tiện có trong tay theo luật pháp quốc tế để đạt được mục tiêu của mình. Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đều đưa ra yêu cầu Israel phải ngừng các chiến dịch quân sự ở Liban và cả ở giải Gaza, đồng thời thể hiện sự đoàn kết mạnh mẽ với người dân Liban và Palestine trong cuộc xung đột với Israel. Trước những căng thẳng ở Trung Đông, nhiều quốc gia vẫn tiếp tục đưa ra khuyến cáo công dân rời Liban. Cộng hòa SIP cũng đã tăng cường chuẩn bị để có thể xử lý và hỗ trợ cuộc di tản hàng loạt công dân nước ngoài khỏi Liban. Anh và Mỹ cũng đang điều quân tới khu vực để hỗ trợ công dân của mình di tản. Thưa quý vị, vừa qua, Israel đã chặn tên lửa do Hezbollah bắn vào gần Tel Aviv. Đây là cuộc tấn công chưa từng có của nhóm vươn sâu vào các trung tâm thương mại của Israel và đánh dấu một bước leo thang mới trong cuộc xung đột giữa hai bên. Cụ thể ra sao, mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Người dân ở Tel Aviv và thành phố miền trung Netanya thức dậy vì tiếng còi báo động khi Israel thông báo hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn một tên lửa đất đối đất. Đây là lần đầu tiên một tên lửa do Hezbollah bắn bay gần thành phố. Quân đội Israel thông tin, hiện chưa có thông tin về thiệt hại hoặc thương vong trong cuộc tấn công mới nhất của Hezbollah. Nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn xác nhận đã phóng tên lửa đạn đạo KD-1 nhắm vào trụ sở của cơ quan tình báo Mossad của Israel. Mossad bị cáo buộc gây ra các cuộc tấn công nhằm vào các thành viên của Hezbollah, trong đó có vụ nổ phối hợp với hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm vào tuần trước. Hezbollah cho biết đây được cho là tên lửa đạn đạo đầu tiên mà Hezbollah phóng về phía Israel và được bắn để ủng hộ những người palestine kiên cường ở gaza cũng như bảo vệ Liban và người dân của đất nước theo quân đội đất nước tên lửa đã bị chặn gần tel aviv thành phố có hơn 4 triệu người trên bờ biển địa trung hải lực lượng không quân israel đã đáp trả bằng cách tấn công bệ phóng của tên lửa này ở khu vực nafakie miền nam Liban người phát ngôn quân đội israel nadab sosani Mô tả tên lửa của Hezbollah bắn gần Tel Aviv là nặng và tầm xa. Ông chia sẻ đây là lần đầu tiên Hezbollah bắn về phía Tel Aviv. Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã nhiều lần nhấn mạnh bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào thủ đô Liban cũng sẽ dẫn đến một cuộc tấn công vào trung tâm kinh tế của Israel. Quân đội Israel cho biết đã tấn công hơn 280 mục tiêu của Hezbollah ở Liban trong ngày 25 tháng 9. Kể từ khi xung đột giữa Israel và nhóm Hamas nổ ra vào tháng 10 năm ngoái ở Gaza, Hezbollah đã bắn hàng trăm quả tên lửa và máy bay không người lái từ Liban vào miền Bắc Israel. Khoảng 60.000 người đã sơ tán khỏi khu vực phía Bắc Israel do giao tranh xuyên biên giới. Israel khẳng định giao tranh sẽ tiếp tục cho đến khi những cư dân này được an toàn trở về nhà. Vụ đánh chặn tên lửa của Hezbollah gần Tel Aviv diễn ra vài ngày sau khi các cuộc không kích của Israel nhằm vào Hezbollah khiến hơn 500 người trên khắp Liban thiệt mạng. Ngày 23 tháng 9 là ngày chết chóc nhất ở Liban trong gần hai thập kỷ. Thưa quý vị, trong một tuyên bố ngày 24 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel cho biết mục tiêu của cuộc tấn công tại vùng ngoại ô Dahiyeh, perut là Ibrahim Kwabesi, người đứng đầu đơn vị rocket và tên lửa của Hezbollah. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết mục tiêu được tiêu diệt trong cuộc tấn công cùng với ít nhất hai chỉ huy cấp cao khác. Sau đó vài giờ, Hezbollah xác nhận cái chết của chỉ huy Kwabesi. Theo lực lượng phòng vệ Israel, Khabaisi chỉ huy nhiều đơn vị rocket và tên lửa khác nhau của Hezbollah, bao gồm cả đơn vị tên lửa dẫn đường chính xác. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết, trong nhiều năm và trong suốt cuộc chiến, người này chịu trách nhiệm cho các vụ phóng ở mặt trận và bên trong Israel. Khabaisi có kiến thức trong lĩnh vực tên lửa và thân cận với giới lãnh đạo quân sự cấp cao của Hezbollah. Khabaisi gia nhập Hezbollah vào những năm 1980 và đảm nhiệm một số vai trò quan trọng khác, bao gồm một vị trí cấp cao trong bộ phận hoạt động của nhóm và là người đứng đầu lực lượng khu vực Bata. Cũng theo lực lượng phòng vệ Israel, Qabasi đã lên kế hoạch cho vụ tấn công bắt cóc của Hezbollah ở núi Dorf vào năm 2000. Trong vụ bắt cóc đó, các binh sĩ lực lượng phòng vệ Israel là trung sĩ Benyamin Abraham, trung sĩ Adi Avitan và trung sĩ Omar Sawat đã bị sát hại. Các nạn nhân đã được trả lại trong một cuộc trao đổi tù nhân vào năm 2004. Các cuộc giao tranh xuyên biên giới dữ dội giữa Israel và phong trào Hezbollah vẫn tiếp diễn trong ngày 24 tháng 9, bao gồm một cuộc không kích của Israel vào thủ đô Liban khi Hezbollah bắn khoảng 300 quả rocket vào miền bắc Israel, khiến còi báo động vang dội ở các thành phố bao gồm Haifa, Safi, Nazareth và Yokeam, Galilee. Cuộc không kích vào vùng ngoại ô Daniye, một thành trì khét tiếng của Hezbollah, là cuộc tấn công thứ 5 của Israel vào thủ đô Beirut trong cuộc chiến. Theo các quan chức y tế Liban, ít nhất 6 người đã tử vong và 15 người bị thương trong một cuộc không kích một tòa nhà dân cư ở khu vực Goberi. Hezbollah hiện chưa bình luận gì về cuộc tấn công. Trong một tuyên bố ngày 24 tháng 9, tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, Trung tướng Hezi Helvi, cảnh báo nước này sẽ tiếp tục leo thang các hành động chống lại Hezbollah. Trước cuộc không kích ngày 24 tháng 9, Israel đã sát hại 6 chỉ huy cấp cao của Hezbollah, bao gồm chỉ huy quân sự cấp cao nhất Fuad Sukr. Người đứng đầu lực lượng tinh nhuệ Radwan, Ibrahim Aquin, chỉ huy đơn vị Nasser, Sami Abdullah, chỉ huy đơn vị Aziz, Mohamed Nasser, hai chỉ huy trong lực lượng Radwan, Winsam, Antawin và Abu Hassan Sami. Về phần mình, Hezbollah tiếp tục bắn hàng loạt tên lửa sâu vào miền Bắc Israel, trong khi lực lượng phòng vệ Israel đáp trả bằng các cuộc tấn công vào hàng trăm địa điểm của Hezbollah, bao gồm các tòa nhà dân cư mà quân đội cho rằng Hezbollah đang giấu tên lửa sẵn sàng phóng vào Israel. Bộ Y tế Liban công bố số liệu tổng số người thiệt mạng trong các cuộc không kích của lực lượng phòng vệ Israel nhằm vào Hezbollah trong hai ngày đầu tuần, lên khoảng 660 người và 1.835 người khác bị thương. Các số liệu không phân biệt giữa các thành viên của Hezbollah và dân thường. Trước diễn biến giao tranh căng thẳng tại cả Israel và Liban, cộng đồng quốc tế ngay lập tức phản ứng bằng lời kêu gọi hạ nhiệt, nguy cơ tiến gần đến chiến tranh toàn diện sau gần một năm giao tranh bắt đầu bằng các cuộc tấn công của Hezbollah nhằm bày tỏ sự đoàn kết với Hamas tại Gaza. Thưa quý vị, nguồn tin từ chính phủ Liban mới đây cho hay các cuộc không kích của Israel ngày 23 tháng 9 vào lãnh thổ nước này đã khiến ít nhất 492 người tử vong và làm bị thương ít nhất 1.645 người khác. Đây là cuộc tấn công đẫm máu nhất kể từ khi cuộc chiến Gaza nổ ra vào tháng 10 năm ngoái. Chuẩn đô đốc Daniel Hakari, phát ngôn viên quân đội Israel cho biết, các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công hơn 1.300 mục tiêu liên quan đến Hezbollah, chủ yếu ở miền nam Liban và thùng lũng BK. Các con đường chính dẫn đến thủ đô Beirut đã bị kẹt cứng do lượng người di tản hy vọng tìm nơi ẩn náu tại thủ đô. Theo lời các nhân chứng, khi các máy bay chiến đấu Israel bay qua bầu trời Liban, Hezbollah đã phóng một loạt tên lửa vào Israel, coi báo động không kích vang lên khi khoảng 165 tên lửa và đạn pháo bay vào lãnh thổ Israel. Phần lớn các cuộc tấn công đã bị hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel chặn lại và hiện chưa có báo cáo nào về số lượng thương vong của dân thường. Hezbollah đã bắn tên lửa và máy bay không người lái vào Israel từ tháng 10 năm 2023 để ủng hộ đồng minh Hamas, khiến Israel có hành động đáp trả. Tuy nhiên, Israel đã gia tăng đáng kể các cuộc tấn công vào Hezbollah trong tuần qua, khiến nhiều người lo ngại rằng cuộc xung đột hiện tại có thể leo thang thành một cuộc chiến toàn diện ở khu vực. Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu tuyên bố với công chúng Israel rằng họ nên chuẩn bị cho những ngày phức tạp. Các quan chức Liban cho biết, phụ nữ và trẻ em cũng là nạn nhân của các cuộc không kích của Israel vào ngày 23 tháng 9. Hiện chưa rõ bao nhiêu người trong số này là thành viên của Hezbollah. Tối cùng ngày, Israel đã tiến hành một cuộc không kích tại Beirut nhằm ám sát Ali Karaki, một trong những thành viên lãnh đạo cao cấp của Hezbollah. Trong những tháng qua, Israel đã ám sát nhiều chỉ huy cấp cao của Hezbollah. Vào thứ Sáu 20 tháng 9, không quân Israel đã tiêu diệt Ibrahim Ankeen, một lãnh đạo kỳ cựu cùng với một số chỉ huy cấp cao khác của lực lượng biệt kích tinh nhuệ của nhóm này trong một vụ ném bom vào một tòa nhà dân cư ở Beirut khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương. Cụ thể, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn cáo buộc đây là vụ tấn công có chủ đích của Israel nhằm vào các thành viên Hezbollah, đồng thời thề sẽ trả đũa. Quân đội Israel, lực lượng đã có các vụ không kích ăn miếng trả miếng với Hezbollah kể từ khi xung đột bùng phát ở giải Gaza tháng 10 năm ngoái, đã từ chối bình luận công khai về các vụ nổ. Chính phủ Liban đã lên án vụ việc là sự gây hấn tàn ác giới quan sát nhận định cuộc tấn công có quy mô và sự tinh vi chưa từng có này đã làm nổi bật gót asin của hezbollah khi mạng lưới liên lạc của tổ chức này bị xâm phạm nghiêm trọng dẫn đến hậu quả chết người không giống các tổ chức vũ trang khác ở trung đông hezbollah dường như giao tiếp thông qua mạng lưới liên lạc nội bộ để được coi là một trong những nền tảng chính của nhóm vũ trang hùng mạnh thân tehran ở liban theo CNN, Hezbollah từ lâu đã coi bí mật là mấu chốt của chiến lược quân sự và nhóm đã từ bỏ các thiết bị công nghệ cao để tránh sự xâm nhập của phần mềm gián điệp từ Israel và Mỹ. Hồi đầu năm nay, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah đã kêu gọi các thành viên và gia đình của họ ở miền nam Liban, nơi đang diễn ra các vụ nổ súng xuyên biên giới gần như hàng ngày với quân đội Israel, vứt bỏ điện thoại di động vì tin rằng Tel Aviv có thể theo dõi hoạt động của nhóm thông qua những thiết bị có thể bị phát hiện bằng hệ thống định vị toàn cầu đó. Chuyên gia phân tích quân sự Trung Đông, Avi Melamed, người từng làm việc cho cơ quan tình báo Israel cho hay, các thành viên Hezbollah đã chuyển sang sử dụng máy nhắn tin công nghệ thấp để liên lạc. Tuy nhiên, ngay cả lựa chọn này cũng tiềm ẩn rủi ro. Khi người Liban vẫn còn choáng váng vì cuộc tấn công chưa từng có, dư luận dâm gian đồn đoán về các thiết bị liên lạc không dây công nghệ thấp có thể bị khai thác. Một nguồn tin an ninh liên bằng tiết lộ, các máy nhắn tin phát nổ là thiết bị mới được Hezbollah mua những tháng gần đây và cấp phát cho các thành viên. Người này không cập nhật bất kỳ thông tin nào khác về thời điểm mua chính xác cũng như kiểu máy. Tại New York Times, ngày 17 tháng 9 đưa tin Israel đã giấu chất nổ bên trong một lô máy nhắn tin được đặt hàng từ nhà sản xuất Gold Apollo của Đài Loan, Trung Quốc và chuyển đến tay Hezbollah một công tác đã được bí mật tích hợp vào các máy nhắn tin để kích nổ chúng từ xa. Tờ báo Mỹ dẫn các nguồn thạo tin nói thêm, hầu hết các máy nhắn tin trong lô hàng trên là mẫu AP924, ngoài ra còn có 3 mẫu khác. Nhiều bức ảnh chụp máy nhắn tin Gold upload bị hỏng đang lan truyền trên mạng xã hội. Với chú thích, chúng đã bị nổ trong cuộc tấn công ở Liban Bang hôm 17 tháng 9. CNN thừa nhận không thể định vị được các hình ảnh trên mạng, nhưng chúng được xác minh, được đăng tải cùng ngày diễn ra vụ nổ gây chấn động ít nhất trong một máy nhắn tin trong các bức ảnh là phiên bản Gold Apollo AR924. Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 18 tháng 9, Chủ tịch Gold Apollo nói các máy nhắn tin trong vụ tấn công nói trên do một nhà thầu châu Âu sản xuất theo hợp đồng cho công ty. Theo David Kennedy, cựu chuyên gia phân tích tình báo của cơ quan an ninh quốc gia mỹ những video chia sẻ trực tuyến ám chỉ các vụ nổ quá lớn khó có thể làm vụ xâm nhập mạng trực tiếp để tấn công từ xa làm quá tải máy nhắn tin và gây nổ pin lithium ông đánh giá các thành viên bên trong hezbollah có thể là chìa khóa của sự việc Chuyên gia Kennedy giải thích, đây là một trong những cuộc tấn công có quy mô lớn và được phối hợp nhất mà cá nhân tôi từng thấy. Sự phức tạp cần cho vụ tấn công diễn ra thật không thể tin nổi. Nó sẽ đòi hỏi nhiều thành phần tình báo và nhân sự tiến hành khác nhau. Tình báo con người sẽ là phương pháp chính được sử dụng để thực hiện điều này, cùng với việc chặn chuỗi cung ứng để thực hiện các sửa đổi cho máy nhắn tin. Nhà chức trách Lý Bằng vẫn đang nỗ lực điều tra nguyên nhân sự việc. Trong thông báo phát đi hôm 17 tháng 9, Hezbollah mô tả các vụ nổ chết người chiều cùng ngày là một lỗ hỏng an ninh lớn nhất họ từng gặp phải kể từ tháng 10 năm ngoái. Các nhà phân tích tin, diễn biến đặt ra những thách thức mới cho nhóm trong việc nâng cao phương thức liên lạc bằng máy nhắn tin công nghệ thấp, thậm chí tìm kiếm giải pháp thay thế an toàn hiệu quả hơn, cũng như bảo mật hệ thống trong bối cảnh leo thang xung đột với Israel và các đồng minh. Các máy nhắn tin của Hezbollah bắt đầu phát ra tiếng bíp ngay sau 3 giờ 30 phút chiều ở Liban hôm 17 tháng 9, cảnh báo các thành viên Hezbollah về thông điệp từ lãnh đạo của họ. Nhưng hóa ra đó không phải là tin nhắn từ thủ lĩnh. Chỉ trong vòng vài giây, các vụ nổ đồng loạt xảy ra trên khắp lãnh thổ Liban, cùng với những tiếng kêu thất thanh và không khí hoảng loạn trên đường phố, cửa hàng, nhà cửa. Theo New York Times, khi vài chục gam thuốc nổ cài sẵn trong máy nhắn tin đồng loạt được kích hoạt, ít nhất 9 người đã thiệt mạng và hơn 2.000 người khác bị thương, trong đó có nhiều thành viên Hezbollah. Nhóm vũ trang này sau đó đã cáo buộc Israel thực hiện kế hoạch này, nhưng Tel Aviv tới nay vẫn chưa lên tiếng chính thức. Một ngày sau đó, các vụ nổ liên tiếp khác xảy ra ở Liban, lần này là từ bộ đàm, có 20 người thiệt mạng, 450 người bị thương. New York Times dẫn nguồn thạo tin cho hay, Israel dường như là bên sản xuất trực tiếp ra những chiếc thiết bị phát nổ này. Tel Aviv được cho là làm được điều này bằng một loạt các công ty vỏ bọc từ Âu sang Á, khiến nhóm vũ trang li bằng không nghi ngờ, báo Mỹ cho biết. Theo hãng tin Mỹ, 12 quan chức quốc phòng và tình báo hiện tại và trước đây cho biết, kế hoạch của Israel dường như đã được chuẩn bị rất kỹ càng với một mạng lưới tương đối phức tạp. Các chuyên gia cảnh báo, vụ việc có thể châm ngòi cho căng thẳng giữa Israel và Hezbollah leo thang hơn nữa và kéo theo nguy cơ bùng phát xung đột lan rộng ra khu vực theo new york times kế hoạch này đã được lên từ trước khi thủ lĩnh hezbollah hassan nasrallah ra quyết định rằng các thành viên chuyển từ điện thoại sang dùng máy nhắn tin và bộ đàm để tránh bị tình báo israel theo dõi vị trí chính xác các nguồn tin nói rằng tình báo israel đã lập ra bac consulting như một công ty vỏ bọc như là nhà sản xuất máy nhắn tin quốc tế có trụ sở tại hungary bac consulting sau đó ký hợp đồng với công ty đài loan gold apollo để cấp phép thương hiệu của mình sản xuất phía công ty Đài Loan tuyên bố không tham gia vào việc sản xuất thiết bị mà Ebola sử dụng. Trong khi đó, phía Hungary khẳng định BAC là một công ty trung gian thương mại không có cơ sở sản xuất hoặc hoạt động nào khác ở Hungary. Tới nay, BAC vẫn chưa lên tiếng về vụ việc. Theo hai sĩ quan tình báo tóm tắt về hoạt động này, BAC Consulting có sản xuất máy nhắn tin thông thường cho khách hàng khác nhưng lại sản xuất các thiết bị được thiết kế đặc biệt dành riêng cho Ebola. Những máy nhắn tin này chứa pin tẩm hợp chất nổ (BETN). Các thiết bị bắt đầu được đưa tới Liban vào mùa hè năm 2022 và được các binh sĩ Hezbollah sử dụng. Ngoài ra, New York Times nói rằng Israel dường như lập ra hai công ty vỏ bọc khác để che giấu danh tính thực sự của bên đã sản xuất ra các máy nhắn tin này. Chưa rõ trụ sở sản xuất của PAC ở đâu nếu như nó không được đặt ở Hungary. Mặt khác, công ty Đài Loan Gold Apollo cho biết họ đã nhận được các khoản thanh toán lạ từ Trung Đông, mặc dù họ chỉ giao dịch với PAC ở Hungary. Điều này cho thấy sự phức tạp của mạng lưới vỏ bọc đằng sau kế hoạch tấn công này. Theo New York Times, vụ tấn công đã gây ra bầu không khí sợ hãi và nghi ngờ ở Liban vì không rõ liệu thiết bị điện tử mà họ sử dụng có bị gắn thuốc nổ hay không. Nhiều người sợ hãi tới mức muốn tắt các thiết bị, kể cả điện thoại, vì lo nó có thể trở thành vũ khí bất cứ lúc nào thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại